Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ." Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Các môn đệ hoảng sợ vì tưởng mình thấy ma. Có thể thấy một lý do cơ bản khiến các ông sợ hãi. Chúa không hiện diện cùng các ông. Chiếc thuyền đã trôi dạt giữa biển, vốn là biểu tượng của sự dữ trong Kinh Thánh. Vấn đề là tại sao trong cơn hoạn nạn, các môn đệ Chúa thay vì mừng vui được gặp Thầy, lại hét lên trong hoang mang: "Ma kìa!" Vì sao họ có thể lẫn lộn diện mạo của Thầy? Phải chăng Thiên Chúa đã trở nên quá lạ lẫm đối với các ông? Khi chúng ta xa lìa Chúa, khi ánh nhìn của chúng ta lạc xa diện mạo người, thì lúc đó Chúa sẽ trở nên xa lạ với chúng ta. Và khi đó, chúng ta có nguy cơ sợ hãi Chúa như các môn đệ xưa hoảng hốt khi gặp Thầy của mình.